diện tất cả quý anh chị trong radio Maria Giáo Xứ. Cứ Tết đến xuân về thì chúng con lại có cơ hội để quy tụ với mấy nhà thân yêu người cha xứ đây để cùng chung chia niềm vui, tức là chuẩn bị đón chào năm mới, và cũng tạ ơn Chúa và một năm cũ đã qua và biết bao nhiêu ơn đã tụng độ cho chúng con qua cha xứ chẳng có. Tuy nhiên cha xứ đây thì mới phải là phục vụ thần giáo xứ chúng con mới ngoài 4 tháng. Thế nhưng trên tinh thần với sự gần gũi của cha xứ thì chúng con cũng cảm nhận được là trong 2019 và tương lai sau này thì chắc có lẽ là riêng một đoàn chúng con chắc có lẽ phát triển rất mạnh được sự quan tâm của cha xứ. Trong buổi ngày hôm nay thì cũng không được đông đủ cho lắm, tuy nhiên thì chúng con đây là đại diện thì xin cũng đến để kính chúc cha một năm mới được dồi dào của ơn Chúa ban trên cha, để cha có sức khỏe rồi những ơn cần thiết để cha dẫn dắt đàn chúng con và một năm mới để chúng con khỏi phải lạc mất một con chiên nào. Con cũng xin thay lời cho tất cả quý anh chị đã hiện diện nơi đây một lần nữa xin kính chúc của chúng cha mọi sự trong năm mới. Và con cũng có một món quà nhỏ nhỏ để gửi cha. Thứ nhất là chúng ta trong tâm tình của những ngày cuối năm âm lịch, chúng ta nhìn lại một năm qua, biết bao hồng ân Chúa ban cho mỗi người, cho gia đình, cho hội đoàn, cho giáo xứ nữa, để chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta cũng nhìn ra một chút thời gian để nhìn lại những cái lỗi lầm, thiếu sót, khiếm khuyết của chúng ta trong một năm qua để tạ lỗi, tạ tội. Xin Chúa thương tha thứ và giao hòa để chúng ta chuẩn bị bước vào một mùa xuân mới tốt lành, thắng thiện hơn. Rồi cũng xin được cảm ơn sự hiện diện cũng như sinh hoạt của hội đoàn mình trong suốt một năm vừa qua, qua đời sống cầu nguyện và công tác tông đồ và các buổi sinh hoạt chia sẻ, là có phần vừa là cái đời sống đạo đức của giáo xứ mà vừa là cái triển khai công tác mục vụ cũng như công tác tông đồ trong một năm qua được tốt đẹp. Xin cảm ơn những lời chúc tốt lành và cũng xin kính chúc quý vị cũng như là người thân cha quyến năm mới sắp đến chúc ban cho được tràn đầy hồng ân, được dồi dào sức khỏe, được bình an và sự may mắn, và xin cũng tiếp tục tích cực tham gia công tác sinh hoạt cầu nguyện, cộng tác với giáo xứ để chương trình mục vụ của giáo xứ tốt đẹp hơn. Xin tiếp tục cùng tất cả các bạn. Vâng. Xin mời ngồi dùng trà nước tí nha. Vâng. Rồi nha. Nước trà đi ra. Đây, nếu còn thì ghét là hết rồi. Những
chơi bắt đại học mà xin thuộc đầu óc thì mọi năm thì đi họp với chúng mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sư phụ của ta có